Xin chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện cuối tuần số thứ nhất. Ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện, nghe những lời chia sẻ tâm sự của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương, hay còn gọi thân mật là Hương Bông. Nghệ sĩ nhân dân Lan Hương với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, rất nhiều vai diễn thành công từ điện ảnh, truyền hình đến những bộ phim ăn khách nhất hiện nay như Cây táo nở hoa hay là Sống chung với mẹ chồng. Ngày hôm nay chúng ta cùng trò chuyện với chị. Thưa chị, ngày hôm nay gặp ở bên ngoài, chị trẻ và đẹp hơn so với lên trên hình, có đúng không ạ? Cảm ơn bạn đã khen mình. Trước hết là cho mình gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Mình cũng rất là vui và vinh dự lại là người đầu tiên tham gia cái số đầu tiên của chương trình Chuyện cuối tuần. Đó. Mình sẽ đi vào câu hỏi ngay. Cảm ơn cái câu hỏi của bạn. Vì mình cũng chia sẻ thật sự là không phải bạn là người đầu tiên nói với mình câu nói đó. Đa phần khán giả ở ngoài đời khi mà gặp mình đều nói như vậy. Bởi vì gần đây thì Lan Hương toàn đóng những cái vai rất là khổ và có những cái số phận rất là vất vả. Cho nên là dường như vào trong phim thì không có hóa trang nhiều mà lại thậm chí làm xấu đi, làm già đi. Đó, cho nên như trong Cây táo nở hoa chẳng hạn thì thấy một bà rất là già, rất là kinh khủng, tóc bạc, mặt mũi thì có rất là nhiều tàn nhang đó. Cho nên là khi gặp ở ngoài đời thì có nhiều người còn không nhận ra, có nhiều người còn nói rằng hình như chị này không biết có phải là diễn viên Lan Hương hay không đó. Bởi vì không nghĩ là ngoài đời đã đúng trẻ rồi, thế. Đúng rồi, không nghĩ. Nhân tiện nói về bộ phim Cây táo nở hoa đang chiếu và được khán giả rất là yêu mến. Chị vào một cái nhân vật bà mẹ cá tính nó rất là lạ thường. Có thể nói là nó khác những cái vai chị đã từng đóng. Thế khi nhận cái vai này, chị có áp lực hay là chị có cái suy nghĩ về cái nhân vật này không? Mới bắt đầu đọc kịch bản ấy thì mình đã bảo sao không hiểu tại sao họ lại mời mình vào cái vai như thế này. Quả thật là nó chả hợp với mình gì cả. Bởi vì cái tính cách đó thì mình đã là người không thích rồi. Ngoài đời là mình không thích cái lối sống đó. Thế và thậm chí còn rất là dị ứng cơ. Thế nhưng mà mình nghĩ đơn giản vì mình là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản từ một cái trường chuyên nghiệp, sống trong một môi trường chuyên nghiệp, thì thường là các thầy vẫn dạy mình là diễn viên như một cái sợi dây đàn ấy. Hễ người ta gảy vào cái nốt nào nó phải vang lên đúng cái nốt đó. Chưa biết nó hay hay không nhưng nó phải đúng đã. Thế thì mình cứ làm hết sức mình thôi. Và trong quá trình làm việc thì khi mình làm việc nghiêm túc với cái vai diễn của mình thì cái tình cảm đối với vai diễn nó dần dần nó có và nó khiến cho mình thích thú với cái vai diễn. Mình cũng thích là bởi vì cũng giống như muôn vàn những nghệ sĩ khác là muốn được biến hóa mình trong các cái vai diễn. Qua đây thì mình phải cảm ơn đạo diễn Võ Thạch Thảo rất là nhiều khi đã dám giao cho Lan Hương một cái vai mà nó khác chất như vậy mà bạn ấy dám đặt lòng tin vào mình. Đấy đã là một cái sự nể phục rồi và mình phải cảm ơn bạn ấy rất là nhiều. Còn về cái áp lực ấy thì là mình lần đầu tiên mà được làm việc với cả một cái dàn diễn viên rất là nổi, rất là có tiếng ở trong miền Nam. Thực ra thì với cái nghệ thuật biểu diễn nó chỉ có một cái mẫu số chung thôi. Tuy nhiên mỗi một vùng miền nó có những cái phong cách khác nhau. Thế thì mình cũng phải làm thế nào để hòa nhập và diễn làm sao cho cái nhân vật của mình nó có những cái nét riêng biệt và nó vẫn cứ là mình, chứ nó không bị gọi là người ta gọi là hòa nhập nhưng mà không hòa tan đó. Tức là cái nét diễn của chị vẫn giữ được nguyên. Đúng rồi. Nhưng mà kết hợp với cái màu sắc của những nghệ sĩ phía Nam tạo ra một bộ phim mang cái đa số chung. Đúng rồi. Và cả miền Nam miền Bắc đều đúng đều rồi. Đều thích. Nó hòa hợp và khán giả Nam hay khán giả Bắc xem cũng đều thấy rất là dễ chịu. Tại vì em có xem bộ phim đó và em cũng thấy rất ấn tượng cái vai diễn của chị. Và bảo tại sao bà chị mình lại vào một cái vai diễn và nó khác hẳn mọi khi. Hơi chút gì điêu ngoa và hơi chút gì nó gọi là quặng miền Bắc. Và thậm chí là cái nhân vật đó nó rất là lam lũ. Ví dụ như là bạn thấy đấy, ở ngoài đời thì mình chưa bao giờ gọi là mình không phù hợp với cái việc làm ăn buôn bán chẳng hạn như vậy. Nhưng mà mình lại đóng một cái bà bán hàng tạp hóa rất là lam lũ. Đó, có một cuộc sống rất là vất vả. Đó, lại còn phải lo toan cho con cái lớn rồi, gọi là có lớn mà không có khôn đó, thì là những bà mẹ sẽ vất vả như thế nào. Thế thì nhiều thứ phải nghĩ. Tất nhiên với một diễn viên chuyên nghiệp
cái việc mà xây dựng hình tượng nhân vật, rồi là làm thế nào cho nhân vật của mình đến được với trái tim khán giả là cả một vấn đề. Chúng tôi là những người diễn viên chuyên nghiệp phải nghĩ. Với hơn 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, chị có rất nhiều vai diễn thành công từ sân khấu đến điện ảnh và truyền hình. Vai diễn nào chị đã tham gia và chị thấy mình ấn tượng nhất và thành công nhất? Nhiều người thì sẽ lấy cái thước đo là các giải thưởng để nói về các nhân vật của mình. Ví dụ như là chẳng hạn vai diễn Thủy trong Mùa Ổi là vai mà đã được giải thưởng quốc tế mà. Thì chắc chắn là nó sẽ ấn tượng nhất. Thế rồi vai mà để lại trong lòng khán giả những cái cảm xúc đặc biệt như là Sống Chung Với Mẹ Chồng chẳng hạn, là những cái vai ấn tượng nhất. Nhưng mà riêng với cá nhân mình thì không chỉ là những cái vai đó, thậm chí có những cái vai rất là nhỏ thôi. Cách đây đã từ năm 82, 83, 84 đấy, những cái năm xa xôi như vậy, rất ngắn thôi nhưng mà mình vẫn cứ nhớ mãi, không bao giờ quên. Với mình thì mỗi một vai diễn đều có những cái ấn tượng nhất định và đều có những các cái để lại trong lòng mình những cái cảm xúc, hoặc là từ đó mình đã lớn lên, mình đã trưởng thành hơn sau quá trình làm nghề. Qua mỗi một vai diễn mình lại ngộ ra được một cái gì đó, mình lại học được một cái gì đó. Cho nên là với mình thì không có cái vai nào là ấn tượng nhất nó, mà vai nào cũng có những cái cảm xúc riêng biệt và những cái cảm xúc đó nó được trân trọng và nó còn đọng mãi, không bao giờ quên. Mỗi vai diễn là một kỷ niệm của đúng chị. Rồi. Trước đây chị và ông xã của mình là nghệ sĩ ưu tú Đỗ Kỳ đã đứng đằng sau rất nhiều bộ phim, nói cụ thể là làm hậu kỳ và lồng tiếng cho nhiều bộ phim truyền hình. Đúng rồi. Và những bộ phim đó cũng rất là thành công qua cái sự đứng ở phía sau của anh chị. Ngày hôm nay chị có thể nói một hai câu theo cái phong cách lồng tiếng phim cho khán giả được nghe được không? Vâng, tất nhiên rồi. Chúng tôi thì là những người từ đầu tiên, có thể nói là những người đầu tiên bắt đầu lồng tiếng phim. Không chỉ là những cái phim Việt Nam, ví dụ như phim nước ngoài mà vào Việt Nam lồng tiếng Việt như là chẳng hạn Ô Xin này, Cô Chủ Nhỏ này, rồi Ba Nữ Thám Tử đó, rất là những cái phim nước ngoài. Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo Nguyên. Ngôi Nhà Nhỏ Trên Thảo đấy thì là chúng tôi đã là những người đầu tiên lồng, và sau này thì những cái thời gian gần đây là tôi hay tổ chức lồng tiếng những cái phim mà gần đây như các bạn xem chẳng hạn như Tuổi Thanh Xuân. Đó, những cái phim mà phải lồng tiếng dù là phim truyền hình nhưng mà lồng tiếng rất là cẩn thận, chi chút như là lồng tiếng một bộ phim chiếu rạp. Đó, thế thì tôi thì nó có một cái hơi đặc biệt với mọi người là chẳng hạn như là đầu tiên trong phim Ô Xin chẳng hạn, mình lồng vai Ô Xin. Mình lồng cho cái vai mà cô Ô Xin mà cái lúc mà thanh niên chẳng hạn, thì thực ra nhân vật không phải là của mình mà có người khác lồng. Nhưng mà ngày trước chúng tôi vì làm những cái phim nó dài ấy, thì quá trình trong lúc đang làm thì diễn viên lồng cái tiếng phim đó bận đi công tác đi này khác thì mình phải thế vào. Thì lúc đấy bắt buộc phải nói giọng cho nó trong trẻo hơn. Mặc dù cái tông giọng của tôi nó rất là trầm, nó ấm, thì đôi khi là lại phải mạ giọng thì nói giọng nó hơi cao lên một tí. Thế còn khi mà bạn ấy về bạn lại lồng lại cái tiếng nhân vật đấy thì mình lại lồng cho bà nội, cho một bà già nhất ở trong phim. Vì lúc đó diễn viên già đi lồng tiếng không có. Thì tôi này, chị Hương Dung là rất hay phải mạ, tức là phải lồng những cái vai rất là già. Và sau đó thì cái câu chuyện là tôi phải lồng tiếng cho, thường xuyên lồng tiếng cho chẳng hạn như là cô Thu An, cô Xuân Thức chẳng hạn. Thì các bạn đi làm cùng còn bảo là chị Hương ơi, chị Hương, chị phải cân đường hộp sữa đến thăm nom các cô thường xuyên để các cô mạnh khỏe, các cô đi đóng phim để chị còn lồng tiếng. Đó, đấy. Thế thì tôi nói chẳng hạn như là khi mà lồng tiếng vai trẻ trung thì tôi cứ nói như này chẳng hạn như là anh ngồi xuống đi, anh làm cái gì đấy chẳng hạn thế. Thế nhưng mà thí dụ như là khi mà lồng tiếng một vai một nhân vật già chẳng hạn, cũng vẫn cái câu đấy thôi thì nó khác hẳn nên anh ngồi xuống đi, anh làm cái gì thế. Đấy, tức là nó đã ra là hai cái màu sắc khác nhau rồi, tức là vẫn là cái nhân vật đấy thôi, vẫn là cái câu nói đấy thôi, tuy nhiên mỗi một nhân vật nó một khác. Chưa kể là có những người nó ở cái dạng chung chung, thí dụ như là cùng cái câu đấy, thế nhưng mà với một cái người mà lam lũ như là bà Bông ở trong Cây Táo Nở Hoa chẳng hạn, anh ngồi xuống đi, anh làm cái trò gì đấy, tức là nó lại thành ra là
cái sự vất vả có của phải nhân vật đó. Nó có tất cả những cái ngôn ngữ nó đều nằm ở cái cá tính của nhân vật và cái tuổi tác. Đấy, tuổi tác rồi cái khi lồng tiếng là người ta còn phải căn cứ vào cả cái hoàn cảnh. Đấy, cái bối cảnh của nhân vật nữa. Thế thì nó có rất là nhiều những cái sắc thái để có thể làm cho nhân vật hay hơn. Có những nhiều vai diễn mà diễn viên lồng tiếng đã làm cho diễn viên thể hiện còn diễn tốt hơn khi mà quay. Đúng, chính xác. Cũng rất nhiều người đã từng nói rằng là có những bộ phim truyền hình sau khi về làm hậu kỳ được những nghệ sĩ gạo cội lồng tiếng thì bộ phim ấy hay hơn so với lúc làm tiền kỳ, lúc quay. Có rất là nhiều trường hợp như vậy. Có những cái câu hỏi rất ngắn mà em muốn hỏi chị là món ăn ưa thích nhất của chị là gì? Món ăn dân dã thôi, cơm, canh rau muống luộc chẳng hạn, tôm rang, lạc rang. Rất đơn giản. Đơn giản thế. Chị ăn đơn giản. Chị ghét nhất điều gì? Tôi ghét rất nhất là sự giả dối. Ghét nhất sự giả dối. Ghét nhất. Chị diễn với ai là chị thấy hợp nhất? Tôi đã diễn với rất nhiều người và cũng có rất là nhiều người khá nổi tiếng. Thường với một diễn viên như tôi thì bao giờ cũng lựa chọn sự hòa hợp và sự thân thiện, cho nên là diễn với ai cũng dễ. Tuy nhiên có những diễn viên mà khi diễn với họ có cảm giác mình làm việc rất là thoải mái. Khi mà tôi diễn với anh Bùi Bài Bình, tôi đóng với anh Bùi Bài Bình hai phim điện ảnh, tức là phim Khoảnh Khắc Yên Lặng Trong Chiến Tranh và phim Mùa Ổi. Thế và một phim truyền hình thì đóng mấy phim truyền hình. Thế ví dụ như cái bộ phim truyền hình mà tôi vẫn nhớ là Đời Người Và Những Chuyến Đi, đóng là vợ của anh ấy, anh đóng là một ông giám đốc nhà máy mía đường ở trong Thanh Hóa và cô vợ thì ông cứ đi suốt thôi và cô vợ phải thỉnh thoảng mò đến chỗ làm của chồng đến thăm chồng, nhiều khi cơm nước xong rồi còn phải chờ ông đến nửa đêm ông mới về ông ăn ấy. Thì đấy là những cái phim mà khi làm mình thấy là hai anh em làm việc với nhau nó dễ dàng lắm, bởi vì khi diễn với anh Bình thì có cái cảm giác nó thoải mái như là tôi đang sống ngoài đời này thôi, rất là bình thường. Hầu như chúng tôi ít phải diễn gì. Có lẽ đấy là một cái tần sóng mà trong khi làm nghệ thuật thì không phải cứ diễn nhiều với nhau là hợp đâu. Đúng rồi. Mà có những người diễn rất ít nhưng cái tần sóng hợp thì là người ta có thể nói chuyện. Hầu như không phải diễn gì cả. Chính xác, bởi vì là chẳng hạn tôi nói cái gì thì là anh phản ứng như thế, thậm chí anh nói cái gì mình phản ứng nó đơn giản như cuộc sống. Rất đời thường. Nó rất đời thường thôi. Đúng. Cuộc sống hiện tại của chị như thế nào? Tôi sống rất là bình thường như mọi người, tôi không thấy có gì đặc biệt. Không thấy có gì đặc biệt, tôi cũng như mọi gia đình thôi. Đi làm về thì có con cái, có các cháu đó và tôi cũng thích được ở nhà chơi với cháu nhiều, bởi vì các bạn ấy đem cho mình cái năng lượng cuộc sống và cái tình yêu với cuộc sống rất là lớn. Xin chân thành cảm ơn cuộc trò chuyện của chị với khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi Chuyện Cuối Tuần với những phần chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Lan Hương. Xin chân thành cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi và lắng nghe.